Cách đây đúng 110 năm, ngày 5 tháng 6 năm 1911, tại bến cảng Nhà Rồng, Sài Gòn Gia Định, nay là thành phố Hồ Chí Minh, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành, khi đó mới 21 tuổi, đã lên chiếc tàu Đô đốc La Toussaint Tourville rời Tổ quốc ra đi tìm đường cứu nước. Hành trình 30 năm đầy gian nan thử thách qua 3 đại dương, 4 châu lục và gần 30 quốc gia trên thế giới đã đưa người thanh niên Nguyễn Tất Thành đến với chủ nghĩa Mác Lênin, đến với chân lý của thời đại. Từ bước chân lịch sử của người vào 110 năm về trước đã mở ra một bước ngoặt cho cách mạng Việt Nam. Trong chương trình thời sự tối nay, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu kỳ cuối loạt phóng sự 30 năm hành trình tìm ra chân lý. Sinh ra trong một gia đình nhà nho yêu nước, lớn lên ở một vùng quê giàu truyền thống cách mạng. Những năm tuổi thơ của Nguyễn Sinh Cung phải chứng kiến cảnh nước mất, nhân dân Việt Nam rơi vào cảnh thống khổ lầm than. Được giáo dục về lòng bác ái, tình nghĩa đồng bào từ các đấng sinh thành, cùng với chí khí mạnh mẽ và động lực vượt qua mọi gian nan để vươn tới sự nghiệp lớn cứu nước, cứu dân, giải phóng dân tộc, cậu bé Nguyễn Sinh Cung đã trở thành người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành. Cái nỗi khổ của bà con khiến Nguyễn Tất Thành nghĩ rằng phải góp sức làm cho cuộc đời này, đời sống của dân mình phải đổi khác, tốt hơn. Cho nên Nguyễn Tất Thành đã quyết chí rèn luyện mình để mấy chi góp phần thay đổi được cái xã hội đó. Khi rời bến cảng Nhà Rồng ra đi tìm một con đường mới cho cuộc đấu tranh giành độc lập tự do cho dân tộc, Nguyễn Tất Thành chỉ nung nấu một ý chí với quyết tâm cháy bỏng, đó là tự do cho đồng bào tôi, độc lập cho Tổ quốc tôi. Đấy là tất cả những điều tôi muốn, đấy là tất cả những điều tôi hiểu. Từ năm 1911 đến năm 1920 là thời kỳ người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành, sau này lấy tên là Nguyễn Ái Quốc, tập trung khảo sát, nghiên cứu để lựa chọn con đường giải phóng dân tộc Việt Nam khỏi ách nô lệ của bọn thực dân, phong kiến. Trải qua những năm tháng lao động kiếm sống, thâm nhập đời sống thực tế của những người lao động ở 4 châu lục Á, Âu, Phi, Mỹ, học tập phân tích tình hình chính trị thế giới, tiếp cận với chủ nghĩa Mác Lênin, tìm hiểu sâu sắc các cuộc cách mạng. Từ đó, người đã đúc kết. Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc, không có con đường nào khác ngoài con đường cách mạng vô sản. Có thể có nhiều lý thuyết, nhiều con đường để đấu tranh, nhưng người chỉ thấy chủ nghĩa Mác Lênin là lý luận, là lý thuyết, là chủ nghĩa, là con đường đúng đắn duy nhất mà thôi. Sự lựa chọn con đường cứu nước đúng đắn của Nguyễn Ái Quốc chính là bước ngoặt lịch sử của dân tộc. Sau 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước, năm 1941, người về nước trực tiếp lãnh đạo cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Cách mạng tháng 8 năm 1945 thành công. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, người đã đọc bản tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, minh chứng cho sự lãnh đạo tài tình, đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam mà Chủ tịch Hồ Chí Minh là người sáng lập rèn luyện. Tạo ra cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được. Trong những quyền ấy có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. Trong cái hành trình tìm đường cứu nước của Hồ Chí Minh đã khẳng định được một cái sự lựa chọn con đường cách mạng đúng đắn. Và cái sự đúng đắn này trước tiên ta phải thấy được đó là cái sự phù hợp với cách mạng Việt Nam, yêu cầu lịch sử đặt ra. Thứ hai nữa là cái sự đúng đắn của con đường mà Hồ Chí Minh đã lựa chọn, đó là con đường cách mạng vô sản. Thì phải thể hiện được đó là phù hợp với nguyện vọng mong ước của toàn dân tộc Việt Nam, đó là khát vọng về độc lập tự do, khát vọng về một cái ấm no thực sự cho người dân. Từ chuyến đi lịch sử của 110 năm về trước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tìm ra con đường cứu nước cho dân tộc Việt Nam. Và nhìn lại thành quả cách mạng Việt Nam trong suốt thế kỷ 20 cùng hiện thực sinh động của công cuộc đổi mới phát triển đất nước ngày nay, để thấy được tầm vóc ý nghĩa lịch sử của ngày 5 tháng 6 năm 1911, mốc mở đầu cho một cuộc hành trình quyết định vận mệnh cả dân tộc.